Ngày xưa đến ở nơi đây, rừng đầy thú dữ, rắn bò thi nhau. Đi lại trên chiếc cây sao, con thuyền độc mộc dền dàng trên sông. Con thuyền độc mộc như đoạn thơ trên miêu tả chính là tiền thân, là hình dáng ban đầu của chiếc ghe ngò. Điều đó lâu nay đã được khẳng định. Nhưng nói đến hội đua ghe ngò của đồng bào Khmer dùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sóc Trăng nói riêng, từ các nhà nghiên cứu đến giới chuyên môn đều khó xác định là có từ khi nào, nguồn gốc hình thành và phát triển ra sao. Một ẩn tích về lai lịch đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, rõ ràng, ngoài những tương truyền. Theo nghệ sĩ ưu tú Sơn Lương, người có khá nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer nói chung và lễ hội Ok Ông Bóc nói riêng, thì tục đua ghe ngò bắt nguồn từ nhiều giả thuyết khác nhau. Thứ nhất, xuất phát từ đặc điểm cuộc sống của cộng đồng cư dân ở vùng sông nước lúc bấy giờ, với những cuộc mưu sinh để chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt và thú dữ dưới sông Sấu Lội, trên rừng Cộp Đua, buộc các bậc tiền nhân phải đi thành từng đoàn, nên họ đốn cây gỗ dài tạo thành phương tiện đi lại, vừa tránh sâu bắt, cọp tha, vừa chuyên chở được nhiều người phục vụ cho cuộc sống mưu sinh của cộng đồng. Giả thuyết thứ hai gắn với truyền thuyết về công chúa Niên Chanh. Thì cái truyền thuyết về đua ghe ngò này cũng rất là nhiều giả thuyết, nhưng mà trong đó có gắn liền với sự tích Nàng Chanh. Sự tích Nàng Chanh thì Nàng Chanh là một nàng công chúa rất là thùy mị, nết na và có tài nghệ. Thì các quan lại mới kiểu là ganh ghét, rồi mới tìm cách để hạ Nàng Chanh này. Thì lấy cái kế là vì Nàng Chanh để móng tay dài. Móng tay dài trong cái làm thức ăn cho các quan triều đình, cho nhà vua, thường thường lấy cái móng tay để nếm khẩu vị. Đây là một sự dơ bẩn, sự xem thường, khinh thường đến nhà vua. Do vậy mà nhà vua trục xuất Nàng Chanh. Đi về cái hướng năm sông Ba Sắc này, cái xứ Ba Sắc này, thì đi cái là cái ban triều đình quân lính cũng rượt theo đến cái sông Dàm Tho, Dù Tho. Từ truyền thuyết đó nên trong dân gian tương truyền, để tưởng nhớ nàng công chúa tài hoa bạc mệnh, hàng năm cư dân Khmer quanh vùng tổ chức đua ghe ngò để diễn lại cảnh Niên Chanh chạy trốn khỏi hoàng cung đến vùng đất Ba Sắc, nay là Sóc Trăng. Và đó cũng là điều lý giải vì sao những cuộc đua ghe ngò lần đầu tiên được tổ chức tại Sóc Trăng là ở Pìm Còn Thô. Pìm là dàm, Còn Thô là ống nhổ. Người Kinh gọi là dàm ống nhổ, chính là dàm Dù Tho thuộc địa phận huyện Mỹ Xuyên ngày nay. Khi thực hiện phóng sự này, chúng tôi đã về Dù Tho, men theo dòng sông, mong tìm dấu xưa. Nhưng tất cả là sóng nước miên man, lục bình trôi tản mạn. Có chăng là ngã ba sông, cách bến phà Dù Tho ngày nay khoảng 200 mét, mà theo các nhà nghiên cứu và một số tài liệu mà chúng tôi có được, chính là nơi xuất phát của cuộc đua ngày đó. Dấu xưa chẳng còn, tiền nhân đã quá thiên thu. Dù đã nhiều cố gắng, chúng tôi cũng chẳng thể tìm được một nhân chứng kể một cách ngọn ngành về những cuộc đua ở Pìm Còn Thô thuở nào. Chỉ biết rằng, nơi này khi ấy là một con sông lớn, thẳng dài, dòng nước chảy đều, có sân bãi lộ thiên và cũng là nơi ngã ba đường tiếp giáp nhau thành nơi giao thương sầm uất. Các đội ghe ngò của các vùng Bạc Liêu, Kiên Giang tập trung về đây đều thuận lợi và cùng với các ghe chủ nhà Sóc Trăng hợp thành hội đua hàng năm.
Cũng theo những tài liệu cũ và những nghiên cứu gần đây, sau Dàm Dù Tho thì đường đua ghe ngò thứ hai ở Sóc Trăng chính là sông Ombuia, tức sông Nhu Gia ngày nay. Hội đua ở đây có từ thời Pháp thuộc. Đến thời kỳ Mỹ Ngụy, cuộc đua cũng chủ yếu tổ chức tại dòng sông này. Nhưng vào những năm 1972 đến năm 1974, thỉnh thoảng diễn ra tại dòng Kinh Sáng, thành phố Sóc Trăng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cuộc đua ghe ngò lại được tổ chức trên sông Nhu Gia. Và đây là đoạn sông diễn ra những cuộc tranh tài ngày trước. Xuất phát là từ cầu Nhu Gia, nối liền quốc lộ 1A hiện nay, và đích đến là trước ngôi chùa Ombuia cổ kính. Hồi đó thì dòng sông này không lớn như bây giờ đâu. Tới ngày Ốc Bốc á, coi như là các ghe của các chùa đó, coi như là tập trung qua đi hết. Nhưng ngoài cái tỉnh Sóc Trăng mình, coi như là có Bạc Liêu, có Hậu Giang, nhưng mà đó người ta chưa nói Hậu Giang là Chiến Thiện. Chiến Thiện á, thì tập trung qua đây, nhưng mà ghe hồi đó không có nhiều như bây giờ đâu. Theo tôi nhớ, coi như không quá 30 chiếc. Cùng với các vị cao niên trong ban quản trị, vị sư trụ trì chùa Ombuia hiện nay, Thượng tọa Lâm Sương, cũng là người đã từng chứng kiến những cuộc đua trước bổn tự của mình. Thì lúc đó thì mỗi năm đó là các ghe trong cái tỉnh và ngoài tỉnh chỉ có khoảng 30 chiếc trở lại thôi. Nhưng mà 30 chiếc đó, trong mỗi chiếc không phải như bây giờ. Bây giờ thì nó dán ở bển nó thân cây luôn, nguyên cây. Nhưng mà vận động viên hồi xưa kia cũng như bây giờ, trên 50 người cho đến 60 người trong một đội ghe. Nhưng mà bơi không như bây giờ đâu. Lúc đó thì tới bơi là kêu vận động viên xung nhau vô ghe bơi à, không có tập luyện như bây giờ. Lúc đó cái tốc độ của các ghe bơi nó nhanh như bây giờ không ạ? Thì theo thấy không nhanh như bây giờ đâu. Bởi hồi xưa thì cây nó lúng. Cây một thân cây luôn mà. Độc mộc. Độc mộc. Mà vận động viên ở ít tập nữa. Ít tập. Còn khán giả rồi nó sinh khí nó còn nao nức rồi bây giờ. Còn bển cũng nao nức nữa. Nhưng mà cái lúc đó là hai bờ sông này đó, bên sông bên kia bên đây mình theo mình định á thì khoảng cỡ từ 6.000 người trở lên. Sau ngày đất nước thống nhất, trong niềm vui quê hương thanh bình, no ấm, để hội đua ghe ngò truyền thống của đồng bào Khmer địa phương ngày càng an toàn, chu đáo, vừa phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, đường đua chính thức được dời về dòng Kinh Sáng, hay còn gọi là sông Sung Đinh, sông Maspero thuộc thành phố Sóc Trăng cho đến ngày nay. Đặc biệt vào năm 2009, với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương dành cho tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, với môn thể thao cổ truyền độc đáo đã thành danh hiệu, Sóc Trăng đã triển khai xây dựng khán đài và đường đua ghe ngò với tổng nguồn vốn trên 70 tỷ đồng. Và cùng với công tác chỉnh trang đô thị phát triển của thành phố Sóc Trăng, những dãy bờ kè lần lượt nối dài theo triền sông đã làm cho đường đua ngày càng khang trang, tươm tất hơn. Và cũng từ đó mà quy mô cuộc đua hàng năm thêm mở rộng, ngày càng có nhiều đội ghe ngoài tỉnh đến tham gia. Đặc biệt bước sang thế kỷ 21, trên đường đua đã xuất hiện thêm phần tranh tài của các đội ghe ngò nữ. Đây là một sự tiến bộ tuyệt vời trong ý thức của đồng bào. Theo những điều kiêng kỵ trước kia, nữ giới không được gần ghe ngò, vậy mà giờ đây chị em đã đàng hoàng bước lên ghe làm vận động viên tranh tài với bè bạn. Cũng hào hứng sôi nổi quyết tâm chẳng kém gì nam giới. Bình quân mỗi một giải đấu trong khuôn khổ lễ hội Ocambot ở Sóc Trăng vài năm trở lại đây đều có 40-50 đội tham gia. Và cùng theo đó là hàng trăm ngàn du khách gần xa nô nước về thưởng ngoạn. Đua ghe ngò ở Sóc Trăng trở thành giải đấu hấp dẫn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhân dịp lễ hội Ocambot. Một niềm hãnh diện của đồng bào Khmer địa phương, một niềm tự hào của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên đất Sóc Trăng